tô mô tô phiên bác giới thiệu các bạn ốp đèn cầm sử dụng cho Kia Morning, hãng xịn chính hãng của Kia, cung cấp bởi phụ tổng mô tô phiên bác. Đây là đôi ốp đèn cầm các bạn nhé, có thể nắp thay thế cho các bạn thiếu hoặc là bản đèn cầm halogen ta có thể thay cho các bạn đèn cầm pin. Đây là bản ốp cho bản đèn gầm đi tròn đấy, sử dụng cho Kia Morning, cung cấp bởi phụ tổng ô tô phiên bản hàng mới chị quá nhá. Đó, đây là phần mạ này, phần mạ ăn liền ốp đèn gầm rồi. Với em xịn thì trên ốp đèn gầm sẽ có dập biểu tượng logo của Hyundai Kia và mã sản phẩm. Tương đương với tem. Đó, về trên thị trường hiện tại của cửa hàng thay thế, hàng liên doanh thì sẽ không có cái biểu tượng logo dập như này trên sản phẩm nhé. Đầy đủ các thông số. Đây, ngoài ra thì để phân biệt hàng càng xịn các bạn có thể xem ở đây nữa. Đó, nó dập được trên hai vị trí nhé. Cung cấp bởi phụ tùng ô tô Vinpearl.